Chụp đẹp. Chụp lấy góc đẹp, chụp cả phông đằng sau nhá. Bây giờ con cầu thủ là Quy. Đấy, Quy này, đằng sau đứng như thế. Con trẻ con ngồi đó. Ngồi đó. Trẻ con ngồi đó. Ngồi ảnh đó. Không có gương mặt nữ nào đứng cùng à? Mọi người cười lên nhá. Con đi đây. Các em đang chụp cái này. Ok chưa? Đâu đâu